chơi điện tử và xem phim rất nhiều tới mức gần như nghiện. Sau đó sức khỏe suy giảm. Người đó có phải là bị tổn phước do chơi và xem quá nhiều không ạ? Nếu bị tổn thì tu phước bằng cách nào để phục hồi? Cái việc đầu tiên mà sư luôn luôn nói đó là đừng bao giờ cái giống ôn gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp, làm ơn thì làm phước giùm sư. Ừ. Như cái anh á, anh chơi ma túy dẫn đến là anh con người anh phờ phạt, người không ra người, quỷ không ra quỷ, anh nói tại cái nghiệp của anh. Anh là chơi chơi ma túy làm anh bị tổn phước đó. Hoặc là cái anh ảnh mê mê phụ nữ quá, ảnh tối ngày biết trên mỗi chuyện nam nữ thôi đó, rồi tới cuối đời á ảnh gọi là ảnh phà phạt, cũng không ra người cũng thăm không ra quỷ, ảnh nói tại cái nghiệp của tôi. Cho nên làm ơn làm phước đừng có cái gì đổ thừa cho nghiệp mình sư. Bất kể cái thứ gì mình hưởng dục, cái hưởng dục ở đây tức là các cái dục lạc giác quan, bao gồm luôn cả cái chuyện là đi chơi, đi du lịch nè, cho đến cái chuyện ăn uống nè, cho đến cái chuyện là xem phim nè, cho đến cái chuyện là chơi thể thao, cho đến cái chuyện là chơi game, tất cả các thể loại hưởng dục nếu như mình không có sự tiết chế thì nó đều đưa đến sự suy sụp và về thân thể hết. Cho nên là đừng có đổ thừa. Đừng có đổ thừa. Rồi quý vị muốn thì nó chỉ đơn giản là ly dục là hết khổ, đơn giản vậy thôi. Anh nhậu nhiều quá thì không phải tại cái nhậu nó làm anh tổn phước, mà do cái nhậu nó làm cho anh bị suy giảm cái sức khỏe. Hơn nữa đó, tất cả các cái dục lạc đều đem lại cái nghiệp bất thiện hết nha, từ cái chuyện nhậu nhẹt nè, ca hát nè, cho đến là đi chơi bời nè, đó đi quán bar, đi vũ trường nè, tất cả các thể loại, chứ không bao gồm chỉ đơn giản là coi phim hoặc là chơi game, không đơn giản chỉ có như đó thôi. Tất cả các thể loại dưỡng dục đều đem lại quả báo bất thiện. Thì ly dục là hết khổ, sống đời phạm hạnh ly dục là hết khổ, chỉ đơn giản như vậy. Không biết vấn đề này sư Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, kính thưa Đức, kính thưa quý vị. Thì cái ở đây là có một câu hỏi nhưng mà có hai vế. Thì vế đầu để Khanh Tài trả lời quá rõ rồi, nên là sư cũng không có bổ sung gì thêm. Riêng vế sau á, thì là cái vị này hỏi là nếu bị tổn thì tu phước bằng cách nào để phục hồi ạ? Bây giờ cách phục hồi này á, thì giờ bây giờ đảm đổi ngược lại đi. Quý vị bây giờ quý vị mình bị ghiền mấy cái này không? Bây giờ quý vị ghiền ghiền bố thí đi. Không? Quý vị ghiền trì giới đi, quý vị ghiền tu thiền, quý vị ghiền nghe pháp đi. Không? Quý vị gán ghiền mấy cái đó làm sư rồi được, quý vị ghiền giống như là lời Đức Phật nói thiểu dục chi túc. À, không? Quý vị ghiền nhiều vô, không? Quý vị ghiền vô là công quả chùa rồi giúp hộ trì cho Tam Bảo không? Giúp đỡ quý sư. Quý vị ghiền cái đó đó. Quý vị ghiền cái đó là rất là tốt. Thì đó là một cái giải pháp mà để quý vị gọi là thể tạm gọi là để phục hồi đó. Quý vị cố gắng ghiền mấy cái đó là phục hồi được. Đó. Thì đó là cái câu trả lời của sư. Xin kết thúc cái câu trả lời. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.